Không phải một mình mấy anh hộ pháp không, mà có hàng triệu người đang hộ pháp cơ thật. Vì thì mấy người cũng đến làm tất cả đại diện mà nó làm ảnh hưởng đến thầy hoặc là trong quá trình đó. Thầy cần sự diễn tình, cần sự tính tật của cả những thầy, cho thầy không phải là có những cái gì liên quan đến người khác. Nhưng mà cái gì đó người ta là có những cái gì đó trong cái góc nhìn của xã hội nó giống như quy kết lại lên. Là thầy nó có sự ảnh hưởng. Nhưng mà anh em kiểm tra mà xem trên cái có những thông tin tốt, có những thông tin hoàn toàn là không tốt. Đấy, thì vì mình là người làm YouTuber thì mình phải hiểu được cái chuyện đó là mình cũng xấu thì tất cả bà con mọi người đều biết là quý thầy là rất là tuyệt vời rồi. Nếu mà anh nói sao anh theo hộ pháp? Anh mà nói thế thì anh đi. Anh biết anh đi anh đọc mà có những cái việc ai làm trên mạng sai thì người ấy chịu. Thì giữa pháp luật Việt Nam thì không để cho ai hốt ai sai đâu. Thì phải hạn chế những cái việc không có những cái là mình cái lộn. Cái bất cứ hạn chế cái nào phải là phải có thể là bởi vì đó. Vì bởi vì thì cũng giống như anh em ở đây, chả có gì khác, không có phải không làm tôi thôi. Đấy thì mình còn những thông tin của những sao ảnh hưởng như như thế như bao hai tỉnh họ đó không? Nên họ mình biết thì sao mà? Tài khoản anh cho anh em tôi coi mà quay. Cũng không phải là do anh em tôi bơm. Dạ. Nhưng mà như cái nổi tiếng này. Phải là nhiều người người ta cũng không ngồi quá. Làm với ra một cái hệ làm đúng. Nếu nó buộc nhân được người ta phải để ý. Thế là cái cứ việc được người ta tiết kiệm kinh nghiệm là cái tổ chức đó là cái gì, cái thời gian tâm mình đó cái hiệu quả được. Chứ nhưng mà vấn đề là anh em ta thì nói rồi, anh em đưa ra những cái thông tin tốt đẹp thì bởi vì rất là mong muốn luôn. Nhưng mà trong đó cũng có những kẻ, có những thông tin là nhân lý chủ mà được cái công trực tiếp cho anh giải quyết cái bốn trong thư giả đấy. Mà bây giờ mình cũng biết được tăng phí đi mua đây là có ai là... Có đủ có đủ hết. Vậy thì tám nó mà mặt thì nó mất ảnh nếu mà có thể nhìn thấy nó giống như là và đúng không không được anh em từ lý đúng thương giả có như là nó ví dụ như không có em quay là có những cái chuyện không sống ở trong đó trong đó không biết nữa như càng ra nhiều chuyện càng có những cái hay cái chuyện đó mà nó đúng rồi nè anh cầm và cái người mà mình không có thể anh luật pháp thì bảo vệ thầy thì cũng hợp lý, nhưng mà liên quan đến vấn đề mà là cấm thì cũng không thể được, tại vì các anh cũng giống như anh em mình thôi. Mình muốn đâu là một đôi này, nhưng mà nếu mà như mình đi quay thế này, nhưng mà rất là nói gì đây này là bảo vệ thầy luôn. Phải nói gì? Phải nói như thế này nè. Ngày hôm qua vẫn nói chuyện vào buổi trưa với sư Minh Tệ và sư Minh Tệ vẫn nói đó là quyền của mọi người cảm thấy đó là cái điều vui hạnh phúc là được rồi. Mà đừng có làm phiền tới ai. Nếu mà mọi người đi đường thì mọi người phải khéo léo một xíu. Đó, như thế đây. Còn hôm nay thì sao? Hôm nay thì anh này, anh là anh hộ pháp, anh chia sẻ như vậy. Nhưng mà mình cũng chẳng biết anh là ai. Nhưng mà ai thì cũng biết anh em tụi mình. Nói chung là như thế.
khi bàn viếng chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng bắc còn mây xám, phương nam đang gió lùa, mời vào uống chén trà, kể chuyện tháng ngày qua, tiếng chuông ngân tĩnh lặng, tiếng mõ xua bong tà, lời kinh là đóa hoa, lời kinh đầy tha thiết, hãy lắng lòng tình thức, lời Phật ngàn năm qua. Danh là cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bạc vinh hoa, hãy thật lòng sám hối ngày và đêm nghe kinh, hãy vâng lời thầy dạy, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bóng Phật là nhà, ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc cơn nước lũ, lời tàn như sắc hoa, chớ tham vọng tục lụy, chớ thèm bã vinh hoa, hãy thật lòng sám hối ngày và đêm nghe dày, có gì thuộc về ta. Mấy khi bàn viễn chùa, mây vừa dứt cơn mưa, hướng đông trời lẻ loi, phương tây đang lăng lờ, mời vào dưới Phật đường, rời xa chốn phồn hoa, trần gian là cõi tà, dưới bóng Phật là nhà, ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ, ta đi là ta đến, ta đến là trở về, hơn thua là hư ảo, thành bại như giấc mơ.